thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 23 tháng 5 năm 2024. Kospi tăng 1,32% và có đắt đóng cửa với mức tăng 1,02%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Sambu Construction thông báo vào ngày 27 rằng họ đã đến thăm văn phòng Tổng thống Ukraine tại địa phương và thảo luận sâu với các quan chức chính phủ về các vấn đề liên quan đến thời hậu chiến tái thiết. Cuộc gặp này được sắp xếp thông qua Lee yang cựu đại sứ tại Ukraine và Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng mới Hàn Quốc, Ukraine. JQP đã thông báo vào ngày 27 rằng nhóm nhạc nữ toàn cầu Vicha đã trang trí một bộ ảnh họa báo cho tạp chí Tin Vô của Hoa Kỳ. Vicha được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa JQP và Republic Records, hãng thu âm số 1 tại Hoa Kỳ theo Billboard trực thuộc Universal Music Group. Mới đây, họ đã trang trí trang bìa kỹ thuật số của một ấn phẩm âm nhạc trên tạp chí nổi tiếng Tin Vô của Mỹ và khoe năng lượng tự nhiên của tuổi tin. Sưu tầm Cuba công ty đang phát triển chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch Neomastovat đang tiếp tục các cuộc thảo luận tiếp theo về chuyển giao công nghệ toàn cầu tại Hoa Kỳ. Vào ngày 27, siêu tầm Cube thông báo sẽ tham gia sự kiện hợp tác dược phẩm và sinh học lớn nhất thế giới, hội nghị quốc tế BIO USA 2024. Công ty dược phẩm Kyungdong đã thông báo vào ngày 27 rằng họ đã tổ chức buổi họp gia ban kinh doanh mới về chăm sóc sức khỏe của dược phẩm Kyungdong năm 2024. Công ty dược phẩm Kyungdong đã chia sẻ định hướng và tầm nhìn mở rộng kinh doanh mới của mình tại buổi họp gia ban, khoảng 100 lãnh đạo trong ngành và truyền thông, bao gồm giám đốc điều hành dược phẩm Kyungdong Ryu Ki-seong và Kim ki hun đã tham dự sự kiện này. Baby Monster mới của Quai Chi Entertainment đã công bố video màn trình diễn Like That với bầu không khí hiện đại. Quai Chi Entertainment đã đăng Baby Monster Like That teaser trên blog chính thức của mình vào ngày 27. Đây là video giới thiệu trước ý tưởng về video trình diễn độc quyền cuối cùng sẽ được ra mắt vào nửa đêm ngày 31. Optifarm thông báo vào ngày 27 rằng một loài linh trưởng được ghép tim lợn chuyển gen đã sống sót được 400 ngày. Kỷ lục của Optifarm về ghép tim không đồng nhất cho linh trưởng là 46 ngày, đạt được vào năm 2014. Kỷ lục đội địa cao nhất ở khu vực này là 60 ngày do cục phát triển nông thôn thiết lập năm 2017. Lĩnh vực ghép tạng đặc theo thứ tự gan, tim và thận được biết là có độ khó nghiên cứu cao và thời gian tồn tại ngắn. QURINT đã trình bày kết quả tạm thời của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của CDK7, thuốc chống ung thư ức chế q 901 tại Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ. Vào ngày 27, bản tóm tắt được trình bày đã được công bố thông báo này có ý nghĩa quan trọng ở chỗ nó đã xác nhận rằng Q901 cho thấy độ an toàn tốt ở tất cả các khoảng liều được sử dụng bất kể loại ung thư và giá trị ràng buộc mục tiêu đi kèm với hiệu quả lâm sàng thay đổi đáng kể so với liều thấp nhất. SM Entertainment thông báo vào ngày 27 rằng buổi hòa nhạc in của nhóm nhạc nam Saini đã kết thúc thành công. Saini World 4 được tổ chức tại Inspire Arena ở Seoul từ ngày 24 đến ngày 26. Cả 3 buổi biểu diễn đều cháy vé, bao gồm cả chỗ ngồi có tầm nhìn hạn chế và khoảng 30.000 khán giả. Buổi biểu diễn vào ngày 25 và 26 được phát sóng trực tuyến đồng thời thông qua các nền tảng toàn cầu Bionline và Weverse. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Singapore cũng tham gia. JLK, một công ty chuyên về AI y tế, đã bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ một cách nghiêm túc. JLK, công ty AI đầu tiên của Hàn Quốc niêm yết trên Nasdaq đã công bố thâm nhập toàn diện vào thị trường Mỹ bằng cách hoàn tất đơn xin cấp phép giải pháp AI klvo của mình cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày ngày 24. Giá cổ phiếu của Sosop Tech đang tăng nhanh. Theo sàn giao dịch Hàn Quốc vào ngày 27, nó đang giao dịch ở mức 6.650 won, tăng 24,77% tính đến kết phiên hôm nay. Hiệu suất mạnh mẽ này được hiểu là kỳ vọng rằng thị trường nhà máy điện hạt nhân mô đun nhỏ, SMR, sẽ phát triển nhanh chóng đang ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 28 tháng 5 năm 2024. Ba nhà sản xuất máy móc chuyên dùng dự kiến sẽ được niêm yết sau khi sáp nhập với Hana Financial 25 năm Park, theo dõi Bucket VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.